Hello anh em, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube của mình. Em Hero đây. Hello. Chào, what's up? Ok, ngày hôm qua là mình đã đánh lên 7.000 rồi. Những cái matchup cực kỳ là dễ đối với mình. Có những matchup dễ, có những matchup khó. Nhiên thì mình sẽ đi qua một cái matchup khó trước. Bởi vì cái matchup này thì gần như là counter. Mình sẽ đi nhanh hơn một chút bởi vì các bạn nhìn thấy là khi cái deck của họ hay là Long Wood này. Anh Nhiên này có Baby Dragon, có Tesla, có Barbarian, có Lock thì gần như là counter deck mình rồi. Win xong rồi họ Poison với lại Lock nữa thì gần như là không đánh được. Đấy. Cái matchup này thực sự là mình đánh chú ý. Khi chỉ thắng khi mà họ bị Outcycle Lock. Bởi vì là khi mà Outcycle Lock thì mình mới có thể công. Không thể công được. Tuy nhiên trong cái turn này các bạn thấy là mình không tận dụng được, mình không tận dụng được lợi thế của mình khi mà họ vừa dùng lock vào rồi. Đáng lẽ ra thì mình chỉ cần quăng một cái con gốc mineral thôi, nhưng mà mình lại tham quá. Và ngay từ ban đầu mình cũng không biết là họ có Barbarian. Nếu mà có Barbarian thì mình lại không thả họ, bởi vì là mất tới tận 8 ly à 7 ly thôi mà mình không được đi đàn này. Đấy các bạn nhìn thấy là khi mà cái đảo bên đất thì họ có rừng như vậy vì là có chịu và mình không thể thả văn khi một cách đấy rồi. Bây giờ thời điểm có rừng đấy, các bạn nhìn thấy là khi cái đảo đông như vậy gần như họ bị có rừng, nên là khi mà các bạn thì các bạn tuân thủ ấy, các bạn chỉ cần sử dụng ít thôi, ít mà hiệu quả. Cho nên mà các bạn thả cục sức quá bao nhiêu Eli cũng thả ra thì các bạn có thể bị chết rồi. Đấy, cái mất chắc kỳ là tù túng, đánh rất là khó. Đẩy nguyên rất cao quá thì không được, bởi vì là nó sẽ bị Baby Dragon và mất sự cân bằng. Thả hót bình thường nó sẽ bị Barbarian gần như nó cũng không là một chút. Ok, nó sẽ đánh như vậy thôi. Mà mình đang thua ở trong game đấy, thực sự là hack cao giờ. Ok, đây là một cái matchup mình rất là thích. Đây là matchup điển hình ở các meta những tháng vừa rồi trong cái năm này. Cái deck mini pack Giant Wave Giáp này thì ngay từ ban đầu ấy mình không muốn hòa một chút nào. Có lẽ đây là một người biết mình nhưng mà mình không muốn hòa một chút nào, vì vậy là họ họ cứ spam và họ sẽ mình ban đầu thì mình không nói good game đấy. Có lẽ đây là một người quen của mình nhưng mình không biết họ là ai. Ở trong friend list của mình có một player đó là Joe Louis, anh ta chơi cái deck này cực kỳ hay. Anh ta push cho cái nhiều rất nhiều ác qua cái deck này tiếp tục trong cái những 3 mùa vừa rồi. Thì ngay từ ban đầu mình có Anki và Wizard thì mình cũng để những cái thẻ mà để thủ chứ không phải để công. Vì vậy là ngay từ ban đầu là mình không muốn thả quân một chút nào. Đấy, các bạn nhìn thấy bài của mình khá xấu. Mình không biết là thả con gì được, vì vậy là mình sẽ đợi đợi cho đối phương sẽ thả con gì trước là mình sẽ defend trước đã. Nhưng mà ngay từ ban đầu khi mà mình xuất hiện họ sử dụng Bat và Snowball thì mình nghĩ ngay đến một cái deck đó là có khi là Balloon, cũng có khi là Megabase, nhưng mà thông thường Megabase thì nó sẽ đẩy nhanh hơn chứ không nó không đợi đâu. Và đây là Giant Wave Giáp Mini Pekka. Có một cái điều mà có thể thắng đó là các bạn sẽ dùng Tornado để Active Wind Tower bởi con Mini P.E.K.K.A. Đấy, các bạn nhìn thấy turn này. Đáng lẽ ra là mình sẽ đợi nếu mà họ để một con Mini P.E.K.K.A. đi một mình lên thì mình sẽ dùng Tornado trong cái turn này. Nhưng họ đẩy rất nhanh con Grand Giant thì vậy là mình sẽ thủ. Rồi bằng cách là bật con Van Key ở phía này. Gần như là Mini P.E.K.K.A. không có một trạng. Đấy. Đấy là pro tip. Các bạn vì nó Mini P.E.K.K.A. cái tầm bắn, tầm chém của nó là cận chiến. Thôi này thì mình sử dụng Tornado bởi vì là họ sẽ mình biết là họ sẽ tìm bắt là Skeleton Army. Đấy. Đây là một combo hoàn hảo của mình. Bắt chắc cực kỳ là hoàn hảo và mình bám được bài của họ. Thôi này thì họ sử dụng Arrow rồi, chắc chắn như vậy. Thì mình sẽ đẩy hop lên, mình cố gắng mình ăn được cái trụ sớm nhất. Mình có thể sử dụng Arrow trong con tên này, tuy nhiên thì họ không web chat và Dragon thì họ sẽ mất 10 ly, vậy là họ sẽ không đủ ly để nó bắn bắt nữa. Tên này thì các bạn chỉ thấy các bạn thấy là mình cần khéo rất đơn giản, đó là khéo con Dragon với lại cần bắn từ phía sau thì gần như là mình sẽ kiểm soát game đấu rồi.
Mặt chắc cực kỳ là bài bản. Đây là cái đánh được rồi. Các bạn phải làm thế nào để bảo kê được con wizard, chứ các bạn mà không bảo kê được con wizard thì gần như là các bạn sẽ bị chết. Ok, đây là một cái mắt chắp nó cũng tương tự như vậy, nhưng có một cái điều nữa là con bowler này, con bowler này khi mà mình đẩy thì nó không, sẽ không có rất khó đẩy, nó cứ đẩy hot của mình lại. Ok, mình sẽ check cái deck này, cái mắt chắp này mình không nhớ là đánh như nào, nhưng mà mình rất nhìn thế này mình đoán về mắt chắp này khó cho mình, bởi vì ngay từ ban đầu các bạn thấy là họ có Barbarian và có Royal Rivoli thì gần như là mình sẽ đẩy. Nhưng mình có gắng là đẩy Hawk chứ không phải là đẩy Goblin Barrel. Các bạn mà càng đẩy Goblin Barrel các bạn đã thiệt ID thôi. Càng cứ càng 2-3 turn như vậy thì các bạn sẽ bị thiệt ID rất nhiều. Hawk đẩy lên. Rất là may khi mà trong cái turn vừa rồi thì họ mới nóng bộ như vậy. Họ thả Mon, thả Barbarian trước. Tuần này mình sẽ sử dụng vàng Wizard thôi. Tại vì là mình muốn xoay ra một con Wizard sớm hơn thì mình sẽ phải đẩy Wizard đầu tiên. Nhưng mà phải đẩy nguyên rớt trong khi mà mình biết được đối phương có gì. Chứ nếu các bạn mà đẩy nguyên rớt trong khi mà đối phương chưa biết có gì thì các bạn sẽ bị lỗ. Tại vì là deck của mình là một cái deck mà thủ trên không rất yếu. Tờ này rồi. Đây là cái turn mà mình phải nói rất là ăn may, bởi vì là con nguyên rớt của mình bắn vào Muscity chứ không phải là bắn vào Barbarian. Như vậy nó dính luôn vào cái trụ, con Muscity ở cái vị trí hiện tại thì nó đang đứng cạnh trụ. Đấy là tính năng Class Dam mà những người mà chơi Duckpin hay là chơi Sparky hay là Baby Dragon đều biết những tính năng này. Không nên đặt những quân thủ như vậy. Tuần này thì họ chưa đủ Ellie để đến con rừng. Vì vậy là mình sẽ cứ thả cái thủ bình thường thôi. Ba con Goblin của mình làm việc tốt. Tờ này mình cố gắng là mình đã kiểm soát cái thế trận, vì vậy là mình cứ từ từ mình đẩy thôi. Mình có thể là quăng một con Goblin Barrel một từ từ thôi. Quăng để ép cho họ đầu ra phải ra Barbarian hoặc là sử dụng Vanky đẩy hot trước. Vanky sẽ sau, bởi vì là Vanky là con mà bị cao thơ nhiều nhất ở trong cái mắt trăm này. Đấy, các bạn nhìn thấy là rất là may, bởi vì là mình đoán bài, vậy là mình đặt băng khi làm tay. Thực ra là mình không đoán bài mà mình đặt Munger, mình đặt để cho con Baby Dragon nó chuyển hướng, nó chuyển hướng về phía mình. Nhưng cuối cùng là nó lại họ đặt ngay một con Muscity nữa, thì vậy là mình cũng thêm chắc mất chậm rồi. Đây các bạn thấy không, mình phải xoay tiếp một con băng khi nữa, con Wizard rất nữa chứ nếu mà. Nếu mà các bạn mà đẩy băng thì gần như là các bạn sẽ không chấp thủ rất là khó. Tiếp tục đẩy Hawk, tiếp tục đẩy Goblin và tiếp tục đẩy Goblin Barrel để ép đối phương phải thả ra Royal Rivoli. Bởi vì là khi mà Wizard mà chưa đi qua cầu mà khi mà Wizard mà đi qua cầu thì sẽ Royal Rivoli thay vào đầu, thì như vậy thì các bạn sẽ bị lỗ Ellie mà sẽ công rất là khó. Đây là cái turn mà các bạn biết là Royal Rivoli sử dụng turn vừa rồi, vì vậy là một trio luôn. Mình không sợ một cái gì đấy. Đây có thể là đẩy Hawk lên turn này, Royal Goblin Barrel lên đẩy luôn. Tuy nhiên thì Royal Rivoli nó vẫn chắc là ăn cycle, vẫn có thể bùng với Daily để control cái này. Cái turn thôi rồi. Đấy, các bạn thấy là mình cứ từ từ mình đẩy Wizard rồi. Họ đẩy một con Inexo, con Baby Dragon ở phía bên kia. Nhưng mình không nghĩ là họ sẽ công một công sản xuất bình thường. Vì vậy là mình cứ từ từ mình đẩy thôi. Để mẫu trụ phía bên trái mình còn đầy máu, vì vậy là mình không quan tâm lắm. Baby Dragon này thực rất máu trâu, nhưng mà đam của nó cũng to. Đây là thời điểm nhân bay lên, vậy là mình xuống là mình đẩy rất nhiều hơn. Chặn cũng mạng.
top mình có thể đẩy lên được con cơn này, bởi vì là ép họ phải thủ. Chứ nếu mà các bạn mà cứ thả goblin xong rồi thả lấy để thủ nữa thì gần như các bạn sẽ bị đủ. Các bạn không đủ thời gian để có thể công được một con móc ở tiếng tiếp theo đấy. Đây mà phải nói là kinh nghiệm. Ok, mình sẽ mua đến một cái zip play nữa mà mình rất là thích. Xem nào. Những matchup kiểu này nó không phải là beta, vậy là mình sẽ không nói. Đây. Đây là cái đây, Golem Lightning. Golem Lightning các bạn phải anh chị thông thạo ở cố gắng là đẩy nhanh hơn họ và dùng ít Eli để defend ở trong cái cơm công của họ. Và có một cái điều là các bạn phải giết được con Nightwish trước khi mà nó qua cầu. Khi mà các bạn chơi Hot Cycle cũng vậy, căm thường các bạn sẽ dùng Fireball mà lọt để giết được con Nightwish trước. Bởi vì là cái khi đấy là con đàn bát nó sẽ bay nhanh hơn và nó sẽ không support được cho Golem. Các bạn thấy trong cái turn này mình đẩy Wizard. Có thể mình đẩy một con Wizard luôn bởi vì đây, các bạn nhìn thấy là công tơ này mình fan ở mình khi mà họ chưa đủ Eli để Lightning thì mình đã đẩy một con Wizard và bắn kỳ luôn. Cái tơ này thì mình có lãi. Mình lấy cơm xong mệt quá, chạy xuống tầng bầu. Ok, trong, các bạn thấy là trong cái tơ này thì mình sẽ đẩy con Hawk lên. Bởi vì là họ chưa có một con tornado vừa rồi họ đã dùng rồi. Vì vậy là trụ bên kia họ sẽ thủ, họ sẽ bỏ đi. Trong cái tơ này các bạn chỉ sử dụng Wizard để defend thôi. Chỉ sử dụng Wizard thôi. Và thả một con skeleton. Đấy các bạn thấy cái tơ này. Mình vừa sử dụng là mình đẩy Wizard và mình giết được con Ice luôn, không để nó qua cầu. Chắc chắn họ sẽ dùng Lightning cái tên này. Mình sẽ dùng Arrow luôn. Và sử dụng Valkyrie. Valkyrie để giết được con lông mùi chắc trước. Cố gắng là giết được con nguyên dụng lông mùi chắc. Trong cái thời điểm này thì mình có thể control được cái game này. Tuy nhiên mình nghĩ là mình sẽ đánh phải đánh ở trên cái thứ hai, bởi vì là con lượng máu bây giờ là sẽ đủ một Lightning rồi. Nhưng khi mà họ sử dụng Lightning để ăn cái trụ của mình thì mình sẽ cố gắng là đẩy nhanh hơn và Varian đẩy lên để chặn được Varian này và ép họ phải ra được đi, ép họ phải ra Lightning về trong tuần tiếp theo, ép họ phải ra mỗi 500. Đấy các bạn thấy lại Lightning vì đặt một cái nguyên rất như vậy là họ sẽ không vào trụ, không Lightning được hai mục tiêu. Và bây giờ cái lợi thế của mình quá nhiều. Mình đẩy Hawk, mình đẩy bắn khi đẩy Goblin Barrel. Khi mà họ cứ phải ra rất nhiều quân để defend cũng như thế này thì trong tuần tiếp theo mình chỉ cần đặt một con Wizard thôi thì nó sẽ clean hết, dọn dẹp sạch bong. Và tuần này mình sử dụng Arrow sẽ hợp lý. Maki dự là trong cái thời điểm hiện tại của họ gần như là họ mất hết cơ hội vì họ lại spam. Đó là cực kỳ là chóng mặt. Đấy, họ spam rất nhanh. Mình cố gắng là mình sẽ... Thực ra là trong cái turn này thì họ không còn gì để mất, vì vậy là họ sẽ spam cực kỳ nhanh. Các bạn biết là một trio thì không giết được đàn... Không giết được 3 con goblin của mình vì vậy là... rất là may. Kinh nghiệm và kỹ năng đọc bài,
bắt bài của họ. À, còn nhiều matchup hay lắm nhưng mà mình thôi thế thôi, clip dài rồi và hiện tại mình đang ở top 1 Việt Nam, Việt Nam top 1. Ok bye bye, và nếu anh em thích thì nhớ like share subscribe kênh của mình, và sẽ có nhiều clip mà mình sẽ làm clip điều này bình luận, có bình luận có đưa ra ý kiến quan điểm nhé. Cảm ơn.